Một phương pháp tự nhiên tốt nhất cho tuần hoàn máu và giãn tĩnh mạch. Nếu bạn thường xuyên bị lạnh chân, tay, máu kém lưu thông, suy giãn tĩnh mạch chân, vậy thì công thức tự nhiên này là thứ rất phù hợp với bạn. Bạn chỉ cần đổ dầu ra tay, xoa đều hai bàn tay vào nhau, sau đó tiến hành xoa bóp chân một cách nhẹ nhàng. Quá trình này sẽ giúp máu lưu thông được tốt hơn, các mạch máu nổi lên cũng dần dần biến mất. Bạn chỉ cần kiên trì thực hiện trong 14 ngày, kết quả sẽ không thể bỏ qua. Kích thích quá trình hoạt động của hệ tuần hoàn máu, hỗ trợ lưu thông tốt hơn và hạn chế được tình trạng ứ đọng ở các tĩnh mạch ngoại biên. Cải thiện hiệu quả tình trạng tê cứng, đau nhức. Kích thích sự hưng phấn, thần kinh trung ương để giải tỏa các yếu tố tiêu cực. Như mọi khi, có rất nhiều mẹo hay và lời khuyên hữu ích đang chờ đón bạn. Vì vậy, chúng ta hãy đi. Bạn sẽ cần 2 nguyên liệu cho công thức ngày hôm nay. Tất cả các nguyên liệu này đều tốt cho sức khỏe, tự nhiên và dễ kiếm. Bạn có thể thấy chúng ở các cửa hàng thực phẩm tốt cho sức khỏe. Và lời khuyên của mình là luôn lựa chọn những thực phẩm hữu cơ và tự nhiên. Thành phần đầu tiên cho công thức ngày hôm nay đó chính là gừng. Mẹo hữu ích, bạn hãy lựa chọn những củ gừng có bề mặt tương đối thô ráp, không mịn cũng không nhẵn bóng. Khi dùng tay cạo một ít lớp vỏ phía ngoài thì các bạn sẽ thấy phần vỏ và thịt gừng có sự khác biệt khá rõ ràng về màu sắc. Và củ gừng đó các bạn ngửi thấy mùi thơm và cay nhẹ là được. Mình sẽ cần sử dụng 60g gừng cho công thức này. Bạn hãy gọt bỏ phần vỏ của gừng như thế này nhé. Gừng có rất nhiều lợi ích, nhưng điểm đáng chú ý nhất của gừng là nó có thành phần chống oxy hóa và chống viêm rất tuyệt vời. Nó được đánh giá là một thực phẩm cực kỳ mạnh mẽ để giúp các tế bào trong cơ thể của bạn luôn khỏe mạnh. Trong đông y, gừng được xem như một loại thảo dược quý với hàm lượng hợp chất tốt rất dồi dào. Trong đó có nhiều tinh dầu cùng với hàng loạt các vitamin như vitamin B1, vitamin B6, vitamin B3, vitamin C và một số các nguyên tố vi lượng khác như kẽm, sắt, canxi. Đây đều là những loại vitamin và khoáng chất rất tốt cho cơ thể của bạn. Gừng có chứa một hoạt chất rất quan trọng, đó chính là gingerol. Nó có đặc tính chống viêm, gây tê, làm dịu, hạ sốt, kháng khuẩn. Và nó ức chế các chất chemokine, cytokine và các yếu tố gây viêm khác. Từ đó giúp điều trị chứng giãn tĩnh mạch có hiệu quả, làm giảm đau nhanh chóng, thư giãn hệ xương, cơ, làm mạch máu co lại, giảm tình trạng thành tĩnh mạch phình lớn. Chỉ cần bạn kiên trì, chắc chắn sẽ nhận được kết quả như mong muốn. Sau khi các bạn đã gọt xong phần vỏ gừng như thế này, bây giờ các bạn hãy chuẩn bị một cái bào để bào nhỏ phần gừng này nhé. Nếu không có bào, các bạn hãy sử dụng một cái cối để giã nhỏ phần gừng như thế này. Đây là cách tốt nhất để lấy được các dưỡng chất có trong gừng, thay vì các bạn đập dập hay thái nhỏ. Gừng giúp cải thiện tình trạng viêm khớp gối, đau nhức của cơ thể. Nếu bạn sử dụng gừng thường xuyên thì có thể ngăn ngừa sự khởi phát của các bệnh liên quan đến xương khớp. Gừng từ lâu đã được sử dụng để kích thích tuần hoàn máu tốt hơn và nó cũng giảm đau các khớp và các bệnh liên quan đến thấp khớp. Trong gừng có chứa hoạt chất khác là gingerol, có hoạt tính chống oxy hóa, ức chế và tiêu diệt các tế bào tự do trong cơ thể. Nhiều nghiên cứu đã chứng minh có đến hơn 80% bệnh tật bắt nguồn từ các gốc tự do như thế này. Bạn hãy kết hợp phương pháp này với việc uống nước gừng, trà gừng. Ngoài việc tốt cho sức khỏe của người suy giãn tĩnh mạch thì nó còn hỗ trợ về sức khỏe, tăng sức đề kháng, làm ấm người, chống viêm, ngừa khuẩn và cải thiện tuần hoàn máu. Và đây là toàn bộ phần gừng mình có, mình sẽ để sang một bên nhé. Thành phần thứ hai cho công thức ngày hôm nay đó chính là dầu dừa. Bạn cũng có thể sử dụng dầu ô liu nếu như không có dầu dừa nhé. Dầu dừa có chứa một lượng vừa phải vitamin E, vitamin K và nhiều axit béo có lợi, bao gồm các chất béo bão hòa và chất béo không bão hòa đơn. Và dầu dừa sẽ giúp cho cơ thể của bạn hấp thụ những dưỡng chất thực vật có trong gừng được dễ dàng hơn, vì các dưỡng chất thực vật này tan trong chất béo có lợi của dầu dừa. Bạn biết không, dầu dừa giúp làm mềm các thành tĩnh mạch, giúp máu lưu thông được tốt hơn, trơn tru hơn. Và trong dầu dừa có chứa nhiều chất oxy hóa, nó có chức năng bảo vệ cơ thể cũng như tăng cường hệ thống miễn dịch. Có tác dụng cực kỳ tốt trong việc hỗ trợ điều trị suy giãn tĩnh mạch ở chân. Bạn sẽ cần 100g dầu dừa cho công thức này.
Công việc tiếp theo, các bạn hãy chuẩn bị một hũ thủy tinh đã được tiệt trùng sẵn. Sau đó các bạn sẽ cho gừng bào và dầu dừa vào hũ nhé và trộn thật đều. Bây giờ thì các bạn hãy đậy nắp lại và ngâm hỗn hợp này trong thời gian 7 ngày, sau đó chúng ta mới sử dụng. Sau khi các bạn đã ngâm được 7 ngày thì bây giờ mình sẽ hướng dẫn các bạn cách sử dụng nhé. Mỗi tối các bạn chỉ cần dành ra từ 15 đến 20 phút để có thể xoa bóp vùng giãn tĩnh mạch bằng dầu dừa và gừng theo các bước sau để đạt được hiệu quả cao nhất. Bước thứ nhất, trước khi tiến hành massage suy giãn tĩnh mạch thì bạn nên ngâm chân với nước ấm, có thể thêm vài giọt tinh dầu để thư giãn từ 5 đến 10 phút, hoặc thậm chí bạn cũng có thể sử dụng nước tía tô để ngâm chân. Bước thứ hai, sau khi các bạn đã ngâm chân được 10 phút như thế này, các bạn hãy lau khô bằng khăn mềm, sau đó chúng ta bắt đầu cho dầu lên hai lòng bàn tay và bắt đầu massage nhẹ nhàng phần chân nhé. Bước thứ 3, các bạn sẽ tiến hành xoa bóp theo chiều từ cổ chân lên đầu gối, ấn các đầu ngón tay với lực từ từ, từ nhẹ đến nặng ở phần bắp chân. Dùng tay với lực vừa đủ vuốt dọc theo bắp chân từ dưới lên trên, nhất là các vùng bị đau nhức nhiều và nổi nhiều phần mạch máu. Bước thứ 5, các bạn sẽ massage phần bắp chân theo chiều ngang. Các thao tác từ bước 3 trở đi thì các bạn cần được lặp lại từ 10 đến 15 lần. Bạn có thể thực hiện xoa bóp suy giãn tĩnh mạch chân ngày từ 1 đến 2 lần và phương pháp này cần được duy trì mỗi ngày để đạt được hiệu quả tốt nhất. Mến chúc bạn thật kiên trì để đạt được kết quả. Hãy kiên trì trong thời gian 14 ngày để thấy sự thay đổi rõ rệt của cơ thể các bạn nhé. Video này chia sẻ tới bạn cách phòng tránh và giúp bạn giảm thiểu các yếu tố có nguy cơ gây bệnh, từ đó giúp bạn có một cuộc sống hạnh phúc, mạnh khỏe và bình an hơn. Tuy nhiên, video này chỉ có một mục đích duy nhất là cung cấp thông tin và không đưa ra các lời khuyên về y tế. Hãy luôn tham khảo ý kiến từ bác sĩ điều trị của bạn. Và điều quan trọng là bạn hãy lắng nghe cơ thể của mình để tìm ra căn nguyên dẫn đến tình trạng của bạn nhé. Rất cảm ơn các bạn đã theo dõi video ngày hôm nay. Chúc bạn và gia đình thật nhiều sức khỏe. Nếu bạn thích video này, các bạn đừng quên bấm vào nút like và nút đăng ký để ủng hộ kênh tiếp tục phát triển. Hẹn gặp lại các bạn trong các video kế tiếp.